Tất cả mọi xe buýt quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả mọi xe buýt quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Ngạt nước trên xe buýt xoay vù, xoay vù, xoay vù vù, xoay vù vù. Ngạt nước trên xe buýt xoay vù, xoay vù, đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát chát chát, chát chát chát, chuyên chuyên cho. Người trên xe buýt thì chát chát chát, đi về thành phố. Còi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, đi về thành phố. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa oa oa, oa oa oa, oa oa oa. Những đứa chơi trên xe buýt khóc oa oa oa, đi về thành phố. Những ba mẹ trên xe buýt thì, những ba mẹ trên xe buýt thì, đi về thành phố. Cả mình xe buýt quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả mình xe buýt quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Ngọn tôi cha, ngọn tay cha, bán ná đồ. Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chị, ngón tay chị, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Chắc và Chiêu cùng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ. Chắc ngã lăn và nói đau đau, và Chiêu cũng tiếp tục ngã lăn. Lúc đó anh Chắc thì nói với Chiêu, hãy nắm tay anh và đừng dậy. Thôi thì cuối đi, mình sẽ không sao, hãy tiếp tục mình lấy nước. Chắc và Chiêu cũng đi lên đồi để lấy một xô nước nhỏ, mang nước sạch trong về cho mẹ yêu. Cảm ơn các con mẹ rất nhiều. Chắc bị đau không thể chạy nhanh như lúc trước đây anh từng chạy. Và bác của Chắc băng đầu anh ấy với dâm ăn và dây nâu. Và Chiêu nhìn thấy cô ấy cười to, nhìn thấy giấc quân quanh trên đầu. Chiêu bị mẹ la đánh đòn thật đau, bởi cười anh Giác đang khổ đau. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy mà. Ôi không, tôi thấy mà. Chạy, tôi thấy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy thầy mà. Ôi không, tôi thấy thầy mà. Coi chừng, tôi thấy thầy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy ma cà rồng. Ôi không, tôi thấy ma cà rồng. Cứu tôi với, tôi thấy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy phù thủy.
Ôi không, tôi thấy phù thủy. Cứu tôi, tôi thấy phù thủy. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy bộ xương. Ôi không, tôi thấy bộ xương. Trốn thôi, tôi thấy bộ xương. Có một bì ngô kinh hãi trong một thùng giò tôm tối, mặt trăng đang xoay chuyển màu trắng. Cô gái nào mà quay đang sờ hộp sờ rực cháy, đồng hồ mất sợ hãi. Tuổi này chuẩn bị sợ hãi. Là Halloween, là Halloween, là Halloween. Những nơi ánh sáng. Là Halloween, là Halloween, là Halloween. Đó là zombie đang vui. Là Halloween, là Halloween, là Halloween. Bạn đang làm gì tối nay? Là Halloween, là Halloween, là Halloween. Chuẩn bị sợ hãi. Sương mù còn lưu lại, đêm cùng mình cắt ngón tay. Lũ quỷ phía sau lưng đuôi, mặt trần bỗng biến mất. Đó là vì bạn sợ hãi. Người chết sẽ tăng nhiều. Tuổi này chuẩn bị sợ hãi. Là Halloween, là Halloween, là Halloween. Đừng nơi ánh sáng. Là Halloween, là Halloween, là Halloween. Đó là các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe, hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thầy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma cà rồng thì đang bay và ma sói thì đi săn. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia, bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình ở cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Chúng ta phải đeo mặt nạ,
cùng trang phục chúng tôi đi về một nơi đang sợ. Ra từ phòng chúng tôi, gõ cửa từ nhà hàng sớm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mặt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, lọc hay lừa. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, không nên lọc lừa. Bạn sẽ là zombie, tôi sẽ là quái vật, hoặc là một cowboy, tâm hồn cũng là tôi. Có cửa từ nhà hàng sớm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mắt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, lọc hay lừa. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, không nên lọc lừa. Chúng ta cần kéo ngọt thật nhiều, thật là nhiều. Chúng ta làm video đó, giải thưởng đang chờ chúng ta. Gõ cửa từ nhà hàng sớm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mắt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, lọc hay lừa. Là Halloween, là Halloween, lừa hay lọc, không nên lọc lừa. Oh, trong kia một chú nhện nhỏ thật dễ thương. Nhìn em sequin CD lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hông khô mọi cơn mưa rào, và nhìn em sequin CD tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn em sequin CD lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hông khô mọi cơn mưa rào, và nhìn em sequin CD tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn em sequin CD lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hông khô mọi cơn mưa rào, và nhìn em sequin CD tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn em sequin CD lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hông khô mọi cơn mưa rào, và nhìn em sequin CD tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn kìa, đó là chú chồn. Nhìn kìa, đó là chú khỉ. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Xung quanh ghế của người thơ dày, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn. Nhìn xung quanh các bụi cây rau tầm, con khỉ đuổi theo con chồn. Con khỉ nghỉ với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con chồn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đồ. Đó là cách chúng ta tiêu tiền, cô đuổi theo con chồn.
và xung quanh ghế của người thơ dày. Còn Kỳ đuổi theo con tròn, còn Kỳ nghe với tất cả niềm vui, cô đuổi theo con tròn. Một xu cho một ông sơi chỉ, một xu cho cây kim khâu đỏ, đó là cách chúng ta tiêu tiền. Cô đuổi theo con tròn.